trung tâm điều phối khép tạng quốc gia bộ y tế trong 6 tháng đầu năm 2024 cả nước có 10 ca chết não hiến tạng dù số ca chết não hiến tạng đã tăng lên nhưng tình trạng thiếu tạng ở Việt Nam đang ở mức rất trầm trọng hàng nghìn người vẫn đang chờ để được ghép mô tạng sắc mạc mỗi năm Việt Nam ghép tạng hơn 1.000 ca nhưng 94% nguồn tạng hiến từ người cho sống chỉ có 6% tạng hiến từ người chết não điều này ngược lại với các nước phát triển là từ 40 đến 90% tặng hiến từ người chết não. Dù số ca chết não hiến tặng ở nước ta đã tăng lên nhưng tình trạng thiếu tạng ở Việt Nam đang ở mức rất trầm trọng. Hiện mạng lưới vận động hiến tặng mô tạng ở Việt Nam đã được xây dựng tại 68 bệnh viện, trong đó có 24 bệnh viện ở miền Bắc, 29 bệnh viện ở miền Nam, còn lại ở miền Trung. Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo các chuyên gia y tế, ghép tạng là phương pháp điều trị duy nhất để cứu sống bệnh nhân trong một số trường hợp hiện nước ta ghép thành công hầu hết các tạng như các nước phát triển đã thực hiện gồm ghép thận gan tim phổi tụy và ruột